Thực hiện chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, ngày 17 tháng 4, Đại tá Bùi Duy Thống là Phó Chính ủy Học viện Hải quân làm trưởng đoàn, cùng với thành phố Nha Trang Khánh Hòa đã tổ chức đi thăm tặng quà hỗ trợ ngư dân, nhất là các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để họ an tâm vươn khơi bám biển trong mùa dịch. Đoàn công tác đã trao tặng gần 3 tấn gạo, đài radio, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cho các cơ sở y tế xã phường. Ngoài ra, học viện còn chuyển 1.000 tờ rơi đến với bà con ngư dân, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Gần 2.000 tờ rơi tuyên truyền kiến thức pháp luật nhằm vận động bà con nâng cao ý thức, không vi phạm vùng biển của nước ngoài khi đánh bắt thủy hải sản và tích cực tham gia cùng các lực lượng trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.